Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe đoạn văn về mơ ước của em. Mời các con tham khảo. Luyện viết đoạn, đề bài, viết một đoạn văn về ước mơ của em. Bài làm. Có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người rất mệt. Bố mẹ đã đưa em đi đến bác sĩ sau khi được bác sĩ thăm khám và điều trị thì em đã đỡ rất nhiều. Không còn khó chịu như lúc trước nữa. Vài ngày sau, em đã khỏi ốm. Kể từ đó, em đã mơ ước trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Trong tiềm thức của em, bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho mọi người khi bị ốm đau bệnh tật mẹ em nói lương y như từ mẫu muốn trở thành bác sĩ thì cần có rất nhiều yếu tố con hạ lòng nhân ái sự nhanh nhạy thông minh khéo léo tỉ mỉ và ân cần đã là bác sĩ thì phải yêu thương bệnh nhân như người thân ruột thịt dốc hết công sức để chữa trị cho họ người thầy thuốc còn phải linh hoạt từ cách ứng xử với bệnh nhân và gia đình gia đình bệnh nhân, đến việc cấp cứu cho bệnh nhân phải nhanh chóng kịp thời. Khi chăm sóc cho người bệnh thì phải chu đáo cẩn thận, làm sao để họ cảm thấy thoải mái nhất, ít đau đớn nhất. Nếu con muốn trở thành bác sĩ thì cần rèn luyện đạo đức từ nhỏ, hãy yêu thương mọi người xung quanh và phải thật mạnh mẽ, đừng quên chăm học nữa con nhé." Câu nói ấy đã truyền động lực cho em rất nhiều được chứng kiến các bạn, các bác, các cô nghèo không có tiền đi bệnh viện, những người đó vô cùng đáng thương, dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không có tiền đi chữa bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn. Nếu được làm bác sĩ, em có thể khám và chữa bệnh cho mọi người trong gia đình. Và cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn Em sẽ không để bất cứ người thân yêu nào của mình bị những căn bệnh quái ác hành hạ. Em sẽ nỗ lực cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng em tin với lòng quyết tâm của mình không gì là không thể. Đoạn văn nói về ước mơ của em đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con